Xin chào mừng tất cả quý chị và các bạn đã quay trở lại với showroom Car Center có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một mẫu xe siêu lướt vừa mới về đến cửa nghe. Đây là một chiếc GLC 200 sản xuất là 2022, phiên bản V1, phiên bản mới nhất của anh chị và các bạn nhé. Chiếc GLC 200 2022 này thì Car Center đang chào bán với giá là 1 tỷ 790 triệu đồng, có ra lời thêm cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe này có biển số là biển số Hà Nội quý anh chị và các bạn nhé, 30H81643. Và điểm đặc biệt của chiếc xe này là nó mới chỉ lăn bánh có 3.000 km mà thôi, màu đen nội thất kèm, 3.000 km gần như là xe mới rồi. Nếu quý anh chị và các bạn mua thì khỏi phải bàn về chất lượng xe quý anh chị và các bạn nhé. Sơn zin gần như là cả xe 99%, vành là lốp này, bộ vành là lốp, bộ lốp Scorpion này rất là đẹp, Fiery Scorpion, bộ vành 18 inch. Và nếu quý anh chị và các bạn nào thắc mắc là trên thị trường có vài mẫu GLC 200 mà có những chiếc nó lại đắt hơn chiếc xe này vài trăm triệu thì chúng ta để ý kỹ nhá, đây là một chiếc GLC 200. Còn trên thị trường chúng ta có hai phiên bản là GLC 200 thường và GLC 200 4MATIC. Phiên bản 4MATIC thì chúng ta sẽ có cấu hình là hệ dẫn động 4MATIC nhỉnh hơn hệ dẫn động của chiếc GLC 200 thường này của anh chị và các bạn nhé. Nhưng mà để mà đi lại phố xá bình thường thì chúng ta không cần quá yêu cầu cao về phần hai cầu hay một cầu, thì chiếc xe này là một chiếc xe rất là hợp ví, chỉ có 1 tỷ 790 triệu mà thôi, so với một mẫu GLC 4MATIC nó sẽ đắt hơn nhiều. Xe đi có 3.000 km thôi, không cầm khóa trong tay thì chúng ta phải bấm mở khóa ở khóa tổng trên kia thì chúng ta mới mở được cốp nên là thôi. Mình sẽ không quay cốp nữa mà quay thẳng vào phần nội thất cho quý chị và các bạn cùng xem. Nội thất kem, xe còn mới y nguyên, quá mới, tại vì sao, tới có 3.000 km thôi mà mọi thứ gần như là xe mới rồi, không phải bàn gì về chất lượng. Cam kết bằng văn bản nội thất, chúc quý anh chị và các bạn đến mua xe trực tiếp tại showroom, bao trước bao tết hãng trên toàn quốc. Nó quá là mới đây, quý anh chị và các bạn xem này, ni lông chưa bóc nhá, quý anh chị và các bạn nào mua về bóc tem ni lông luôn. Quá nhiều thứ để bóc. Đấy, chúng ta về có thể bóc những cái phần ni lông các thứ này ra. Vô lăng tích hợp còn nguyên cái độ sần, nguyên cái độ mới này, nguyên phấn luôn. 3.000 km GLC 200 sản xuất 2022, biển số Hà Nội, 1 tỷ 790 triệu đồng. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm chiếc GLC 200 này thì có thể liên hệ ngay đến hotline của Car Center, hoặc là để lại bình luận thì Car Center có thể nắm bắt được thông tin cũng như là tìm đến mình một cách nhanh chóng và hỗ trợ tư vấn tận tình nhất có thể. Bên em vẫn còn rất nhiều mẫu GLC khác quý anh chị và các bạn qua để tham khảo nhé. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.